Trước khi bắt đầu clip, chị có một câu đố vui muốn dành cho tất cả các bạn đây. Câu hỏi đó chính là: đất nước Thái Lan còn được người ta biết đến với tên gọi gì? A. Đất nước triệu voi. B. Xứ sở chùa vàng. Hãy comment bên dưới để thể hiện sự hiểu biết của mình nhé. Lỡ tay gạt vô làm đổ keo ra sàn rồi, bây giờ không có cách nào để lau được, nên là chị quyết định hôm nay chị sẽ làm slam không đồ đựng luôn cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều thì chị sẽ trở lại thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc một cái chuyến đi du lịch rất là vui ở Thái Lan. Nhưng mà đang trong tình trạng rất là buồn ngủ, mắt mũi thì như gấu trúc luôn. Bởi vì sau khoảng thời gian đi shopping vật vã 3 ngày thì bây giờ gần như là kiệt sức. Tuy nhiên chị bỗng nhiên chợt nhớ ra, ủa, đáp chuyến bay lúc 2 giờ thì làm sao mà quay video để đăng vào lúc 4 giờ 40 để em gặp các bạn được chứ. Hai, cho nên chị đã lục tục ngồi dậy và giữa đêm khuya thanh vắng chị đã quay cái video này để được gặp gỡ các bạn như mọi ngày. Nếu thấy thương chị thì hãy nhớ ủng hộ video này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với nội dung video thôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng coi một lượt xem chị đã mua được những gì ở Thái Lan và hãy cùng review một số món đồ nhé. Một chùm thì chuyến đi này chị sẽ gói gọn ở trong hai cái bill này đây. Hai cái bill dài như là sớ táo quân vậy đấy. Hai cái bill này, bill nào cũng trên 1.000 bạc hết. Và toàn là đồ chơi thôi đó mà mắc như vậy đó cả nhà. Tính ra thì kỳ này đúng là một chuyến xuất hành đầu năm của chị, đi xuất ngoại luôn. Nhưng mà không có đem nhiều tiền, chị tính là đi chơi vui thôi, không có shopping. Bởi vì sách về thì khá là nặng, nên là chị mua được cũng toàn đa số là đồ chơi ở Toraros về review cho các bạn thôi. Nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm lại xem là chị đã mua được những gì, và một cái video nho nhỏ để review một cái bộ kit slam mà chị đã mua được nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng let's do it, bắt đầu thôi. Đây là một cái bộ kit nhìn thoạt nhìn thì rất là bự, nhưng mà chị có cảm giác giống như là quen quen. Có nhớ là chị đã từng thấy cái bộ kit này ở cái video của bạn nào rồi. Nếu mà cả nhà đã từng đi ngang qua hay coi cái video của ai mà có xuất hiện cái bộ kit này rồi thì hãy comment bên dưới cho chị biết với nha. Chị thấy nó quen lắm đi, nhưng mà ở trong nó không có bán cái bộ kit nào ngoại trừ cái bộ kit này nữa. Nên là đành rinh đi máy về và chúng ta sẽ chơi thử nha. Của người mới ta. Thoạt đầu thì nhìn bộ kit làm slam này rất là hầm hố, có nguyên một cái đầu lâu này, nhìn ghê không? Ở đây nó ghi là Slammy Creations, mix your own Slammy. New, màu gì cũng biết luôn. Chị đoán là màu tím bởi vì màu chủ đạo của cái này là tím mộng, tím mơ. Đó, à đây, nó có các bước nè. Trộn vô xong rồi khuấy, xong rồi thả con quái vật ra. À, cái này làm chủ đề quái vật. Ở đây có rất là nhiều series, màu tím, màu đỏ, màu đồng, màu xanh. Chắc cái này của mình màu tím quá, tại vì cái này chủ đạo màu tím. Đây, à, đây nó có chỉ cụ thể cách chơi nè. Đầu tiên là sẽ, à, bây giờ mở ra rồi coi cái hướng dẫn luôn đi cho nhanh. Tính ra thì bộ kit này cũng khá là đơn giản. Nó gồm một cái ống nghiệm. Ý, nhìn sao giống cái này quá vậy? Giống y chang không? Cái mà hôm qua chị em mình mua đó. Y chang, cùng packaging luôn, cùng cách đóng gói luôn. Giống y như slam ống nghiệm. À đúng rồi, người ta cùng hãng nè mấy người. Đấy, giống y chang. Đây chính là Slammy Activator. Nó bảo là phải lắc lên đều trước khi chơi. Ồ, bên trong đây có màu sẵn màu tím luôn. Hơi đậm hơn dự định nhưng mà không sao, chắc là có mục đích của nó. Ở đây nó chỉ các bước nè. Shake, rồi tôi lắc rồi, lắc nãy giờ luôn. Tiếp theo là hãy đổ cái này vào trong cái này. Rồi bây giờ chị sẽ bóc ra nha. Có cái xẻng nhỏ xíu là xinh chưa kìa. Và họ rất là cẩn thận luôn. Ở trên đây cũng có ghi
cách hướng dẫn chơi. Chắc là sợ chị em mình tưởng nhầm cái nước gì uống vô. Nhưng mà đảm bảo không đâu, nhìn thấy ghê như vậy ai mà dám uống. Cái màu gì đâu mà không có thật tí nào hết trơn. Rất là a. Ồ, bên trong đây nó có gì nè, keo. Keo hả? Ở đây có cái nắp. Cái gì? Nhớt nhớt. Keo quá cả nhà ơi. Ôi, cảm giác đầu tiên của... Ý Có người lạ xuất hiện. Đây. Ở trong đống keo bày nhầy có một nhân vật bỗng dưng hiện ra. Đó chính là một bạn có cái hình thù khá là kỳ dị. Không biết là nhân vật ở trong truyện tranh hay là cổ tích hay là phim ảnh nào bước ra mà nhìn nhân dạng lạ kỳ như thế này đây. Có màu tím mộng, tím mơ trùng với lại cái đêm của toàn bộ của Slam này luôn. Dưới có còn cục nào không? Hết rồi. Chất keo thì khá là kỳ lạ, nó kiểu chẳng có trong thế nào hết đó, nó đục đục nè cả nhà. Nhớt nhớt. Rồi giờ hướng dẫn tiếp theo làm gì? Đọc coi. Nó bảo là cho cái activator này vào bên trong rồi khuấy 2 phút. Sau đó chờ 1 phút. Ok. Hô hô cả nhà ơi, tai nạn nghề nghiệp. Trong lúc chị đang loay hoay ngồi gặm cắn cái này ra bởi vì không có đem theo kéo, thì nhìn qua bên đây thấy rằng là người ta nói là sẽ sưu tập 16 monster, 16 quái thú. Đây nè, đó, theo cái, những cái bảng màu này. Nhưng mà đó không phải là điều bất ngờ nhất, mà đó chính là than than, lỡ tay gạt vô làm đổ keo ra sàn rồi. Bây giờ không có cách nào để lau được, nên là chị quyết định hôm nay chị sẽ làm slam không đồ đựng luôn cả nhà. Lỡ rồi. Chứ bây giờ lấy cái gì để mà lau cho nó sạch được đúng không? Ủa đâu phải, cái này đâu phải là activator, lộn chai rồi. Đây mới chính là chai activator màu tím. Không biết là có thành công hay không, là nở hoa hay là thất bại đây. Ghê quá. Bây giờ bỏ cái màu này vô, cái bạn màu tím tím này ở đây, hay là vô trong hũ ngồi đây. Vô trong hũ trước đi. Bây giờ chị sẽ đổ vô nha. Quyết định một lần và mãi mãi luôn nè. Đông liền luôn. Màu tím này hơi có ánh metallic đó cả nhà. Yêu, nó hơi nhớt nhớt. Phải cho hết vô mới đúng. Tự nhiên đang yên có đồ đựng đồ khuấy, giờ rít thành slam nền nhà, sàn nhà gì luôn rồi. Thử thách slam bất đắc dĩ, không hề muốn thực hiện. Tuy nhiên cuộc đời xô đẩy đẩy đưa. Biết có cần phải cho hết tất cả activator vô không ha, hay chỉ cho một phần thôi. Vẫn còn dính quá. Và đây, sau một hồi phải nhồi nắng bất đắc dĩ, làm thử thách bất đắc dĩ, thì bạn slam đó cũng đã thành hình. Và chị đã lôi luôn được cả cái bạn quái vật bên trong đó ra vô cùng sạch sẽ, không bị dính miếng nào, không bẩn tí nào, được vào đánh trống rồi đây. Đây bạn đó đây, nhìn bây giờ cũng thấy giống y như lúc nãy, không đẹp trai hơn được chút xíu nào hết. Chị sẽ tìm khó đi tìm hiểu thử coi nhân vật này là nhân vật gì. Còn đây là slam của chúng ta, một bạn slam lỏng. Cái chất slam này nó rất là phổ biến ở các cái bộ kit nước ngoài luôn cả nhà. Mấy lần chị em mình test thử rồi đó thì đều ra cái chất slam này. Đây là chất slam lỏng. Và kiểu nó chả bao giờ bị chảy khi mà chúng ta chơi lâu, giống như là slam mình tự làm á cả nhà. Nó còn có cái màu metallic màu tím khá là bóng. Nhưng mà cái lợi điểm khi mà so với các cái bộ kit slam nhà sách ở Việt Nam chị từng mua á, thì nó dẻo hơn rất là nhiều. Khi mà tách ra giống như này nó không có bị đứt. Đó.
nhớ mấy cái hũ Galaxy mà chị em mình từng mua ở nhà sách không? Kéo ra tí là đứt liền. Tuy nhiên là không thể nào là bong bóng được, cũng không pop được luôn. Chỉ có thể chơi như thế này thôi. Kéo giãn ra. Ô, ta được bong bóng nhẹ. Ta cho rớt xuống tay giống vậy. Nếu mà thấy dính quá thì cho thêm một chút activator. Chơi xong thì lại bỏ ngược lại vào trong hũ. Đó, chỉ có vậy thôi. Thì cái bộ kit này nó là như vậy. Mùi thì cũng không có gì đặc biệt, thậm chí là không có mùi luôn chứ đừng nói là đặc biệt. Màu thì theo chị đánh giá thì rất là đẹp, xinh xắn. Đấy. Nhưng mà bộ kit này với giá đó thì quá là mắc luôn. Cả nhà có đồng ý không? Đấy, thôi cho bạn này vô trở lại. Giống như dầm sinh tố bơ vậy đó. Xong rồi. Ok, vậy là video test bộ kit hôm nay đến đây là hết. Với lại một cái thử thách Slam không ngờ tới, vì đã bị fail một cách nặng nề. Nhưng không sao, miễn làm Slam thành công là ok rồi. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà vào video kỳ sau nha.